Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Phong thủy ứng dụng của kênh Phong thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, tử vi năm 2020 của tuổi Thìn dự đoán năm nay sẽ tương đối yên tĩnh cho bạn. Bạn sẽ thực tế hơn, điều này sẽ có thể giúp bạn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống vào năm 2020. Đôi khi, bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm động lực của mình. Nhưng khi bạn có động lực thì bạn sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng và lập kế hoạch cho tương lai một cách dễ dàng. Đôi khi, bạn sẽ có mức năng lượng cao và đây là thời điểm tốt nhất để thực hiện công việc hoặc thực hiện các mục tiêu của mình. Mệnh chủ tuổi Thìn sinh năm 2000 có nạp âm ngũ hành là bạch, là kim, là người đều có danh và lợi vật chất đầy đủ, chỉ có điều là vất vả. Rơi vào năm Canh Tý có nạp âm ngũ hành là bích thượng thổ, thổ kim tương sinh nên trong năm nay kim khí sẽ sinh vượng. Mệnh chủ cần chú ý các bệnh liên quan tới đường hô hấp và các bệnh liên quan tới phần đường ruột. Chú ý nhiều về đường ăn uống, giữ gìn sức khỏe cho mình và người thân trong nhà. Canh dương kim gặp canh dương kim là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm Canh Tý 2020 này, các gia chủ tuổi Canh Thìn cần phải đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè, người thân quanh mình. Cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc đang tiến hành. Vì hợp với thái tuế, ý nói rằng quý nhân phần lớn là người lớn tuổi, lãnh đạo, bạn bè lâu năm, năm nay vận thế vô cùng tốt. Trong cuộc sống và công việc thì luôn được quý nhân giúp đỡ, khi gặp chuyện khó đều được người khác giúp đỡ giải quyết. Để được trợ lực từ quý thần thái tuế, hãy luôn nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2020. Về tổng quan vận hạn tuổi Canh Thìn sinh năm 2000, năm Canh Tý 2020, tuổi Canh Thìn nam mạng trong năm nay thì gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh. Sao Thủy Diệu chủ về tài lộc hỷ, không nên đi đến sông biển, giữ gìn lời nói, nhất là đối với nữ giới, nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Những người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh thường kỵ vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, khá giống với sao Thổ Tú. Người xưa có câu Thổ Tú Thủy Diệu tứ bát ai. Nhưng nếu xét kỹ thì người bị sao Thủy Diệu chiếu mệnh có kiết có cả hung. Đối với nam giới thì việc làm ăn sẽ được thuận lợi hơn là nữ giới. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nam mạng trong năm gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc. Nói chính xác hơn, đó là mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất, đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng và đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng, không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc là bị chính quyền tịch thu. Bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của, bởi có thể gặp phải người gian dối, trộm cắp, dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng trong năm gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Người có sao Mộc Đức được kết tinh như sao Thái Âm, việc làm ăn phát đạt và thuận lợi. Vì thế việc dựng vợ gả chồng cho các con sẽ rất tốt, mọi chuyện đều được hanh thông. Đặc biệt vào tháng 10 và tháng 12 âm thì sẽ rất tốt, bởi Mộc Đức thập nhị trùng lai. Tuy nhiên người nam giới hay bị đau mắt, còn nữ giới thì hay bị đau máu huyết. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng trong năm 2020 thì gặp hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn đó là bị mất mát về tiền của. Trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng và đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ, hóa đơn rõ ràng thì có thể hỏng mà không được bảo hành hoặc là bị mất do trộm cắp, tịch thu. Bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc, việc cho người khác ngủ nhờ sẽ gây nên hao tiền của. Phương án kích hoạt cung tài lộc cho các gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Phương án thứ nhất đó là tuyển chọn nhân sự cho cửa hàng công ty. Tuổi theo thiên can hóa ngũ phúc, ất hợp với canh hóa kim vào những tháng dần, mão, tỵ, thân, dậu, sửu, tức là các tháng 1, 2, 4, 7, 8, 12 âm lịch. Vậy nên nếu như mệnh chủ muốn hợp tác hoặc là tuyển dụng những nhân sự có nạp giáp thiên can là ất thì có thể tiến hành vào những tháng này. Một số mệnh chủ tuổi ất như là ất mão, ất hợi 1995, ất tỵ sinh năm 1965, ất sửu 1985.
tuổi theo tam hợp hóa ngũ phúc thân tí thìn hóa thủy và các tháng thìn thân dậu hợi tí tương ứng sẽ là các tháng 3, 7, 8, 10, 11 âm lịch. Nếu mệnh chủ tiến hành hợp tác làm ăn với những tuổi trong bộ tam hợp này thì cần phải chú ý những tháng trên. Nếu có thể tiến hành vào những tháng này thì rất hanh thông, thuận lợi, may mắn. Và một số điều cần phải chú ý khi mà chọn tuổi trong bộ tam hợp sẽ là kết hợp với các mệnh chủ tuổi thân sẽ chọn ngày hoặc giờ là tí, và ngược lại nếu mệnh chủ tiến hành kết hợp làm ăn với những mệnh chủ tuổi tí thì sẽ chọn ngày giờ là thân. Tuổi thiên lộc. Tuổi thiên lộc mang lại tài lộc, may mắn về tài chính, sự nghiệp và công danh. Vị trí tốt cho tuổi tài lộc có thể là đối tác, nhân viên lễ tân, nhân viên bảo vệ, vợ con. Tuổi thiên lộc của tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 là thân, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Mậu Thân 1968, Nhân Thân 1992, Giáp Thân sinh năm 2004, Canh Thân sinh năm 1980, Bính Thân 1956. Tuổi Dương Quý Nhân đó là người hỗ trợ giúp đỡ mình biểu hiện ra bên ngoài, ứng với vị trí của nhân viên kinh doanh, người hỗ trợ kinh doanh, chồng con. Dương Quý Nhân của Canh Thìn sinh năm 2000 là Sửu, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên như sau: Ất Sửu 1985, Tân Sửu 1961, Đinh Sửu 1997, Quý Sửu 1973, Kỷ Sửu 1949. Tuổi Âm Quý Nhân đó là người hỗ trợ giúp đỡ phần tiềm ẩn, ứng với vị trí nhân viên kế toán, thủ kho, thủ quỹ. Âm Quý Nhân của Canh Thìn sinh năm 2000 là Mùi, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Ất Mùi 1955, Tân Mùi 1991, Đinh Mùi 1967, Quý Mùi 1943 và Kỷ Mùi là 1979. Vị trí cung tài lộc. Thân tại phương vị Tây Nam 247,5 độ, Sửu tại phương vị Đông Bắc 37,5 độ, Mùi tại phương vị Tây Nam 217,5 độ. Các vị trí này trong nhà, cửa hàng, công ty, mệnh chủ cần phải chú ý luôn luôn giữ sạch sẽ, không được để những vật dụng nhiều âm khí, uế khí. Có thể sử dụng thêm các vật phẩm phong thủy để chiêu mời quý nhân, kích hoạt hòa hợp âm dương thiên địa nhân hợp nhất để bài trí an vị tại các phương vị này trong văn phòng và cửa hàng nhà mình. Kích hoạt tài lộc năm 2020 theo sơ đồ cửu tinh, các phương vị tốt để kích hoạt khí của sao nhất bạch, bát bạch và cửu tử lần lượt ở phương vị Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Tại các phương vị này trong cửa hàng, mệnh chủ có thể tiến hành đặt các cây tài lộc, vật phẩm kích hoạt lộc tài để kích vượng khí, nạp phúc khí cho mình. Ngoài ra, đây là các phương vị kích hoạt theo từng năm nên mệnh chủ cần phải chú ý do từng năm sẽ có những thay đổi khác nhau nên ở các vị trí này mệnh chủ không cần phải quá chú trọng để ý nhiều. Do Tuất Thìn là trực xung nên việc chọn tuổi làm ăn kinh doanh cần phải chú ý, hạn chế hết sức có thể việc kết hợp với những mệnh chủ tuổi Tuất. Nếu tiến hành cần phải có biện pháp hóa giải hợp lý. Ngoài ra thì Thìn Dậu thuộc bộ lục hợp nên việc chọn lựa tuổi để kết hợp cũng có thể sử dụng. Tuổi Thiên Mã. Tuổi Thiên Mã liên quan đến phần động vận chuyển ở bên ngoài, ứng với các vị trí lái xe, nhân viên thu hồi công nợ, nhân viên vận chuyển hàng hóa. Tuổi Thiên Mã của Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ là Dần, bao gồm các tuổi theo thứ tự ưu tiên: Bính Dần 1986, Giáp Dần 1974, Mậu Dần 1998, Canh Dần 1950, Nhâm Dần 1962. Phương án tiếp theo đó là chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng. Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn hướng nhà, văn phòng, cửa hàng, khai sơn lập hướng mới cần xét đến tuổi của trạch chủ có phạm kim lâu, hoang ốc, tam tai và có hợp với trạch đất nhà mình hay không. Xét đến kim lâu năm 2020 Canh Tý, gia chủ 21 tuổi. Theo cách tính kim lâu từ trước tới nay trong năm này, mệnh chủ sẽ phạm phải kim lâu. Năm 2020 Canh Tý, gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ là 21 tuổi nên sẽ phạm phải hoang ốc. Còn xét về tam tai, nam mệnh gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 cần tránh các năm tam tai đó là Dần, Mão, Thìn. Năm nay là năm Canh Tý, theo cách tính này thì gia chủ sẽ không phạm phải tuổi đại kỵ tam tai. Vậy nên nếu có xây dựng mới thì gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ không thể đứng ra động thổ cho trạch đất nhà mình. Nếu muốn bổ sơn vượng hướng để tiến hành xây dựng mới, mệnh chủ cần tiến hành tìm người phù hợp với trạch đất, hợp với tuổi của mệnh chủ để tiến hành động thổ. Tiếp theo thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy về các hung vận khí từng hướng nhà khi kết hợp với gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Với nam mạng Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ thuộc cung ly hỏa, xét theo cung mệnh thuộc đông tứ mệnh, vì vậy sẽ hợp với bốn hướng tốt của trạch đất đông tứ trạch, đó là nam phục vị, đông nam thiên y, bắc diên niên, đông sinh khí.
Ngoài ra sẽ cần phải tránh bốn hướng xấu của Tây tứ trạch là Đông Bắc hỏa hại, Tây Bắc tuyệt mệnh, Tây Nam lục giáp, hướng Tây ngũ quỷ. Với nữ mạng Canh Thìn sinh năm 2000, xét là cung Càn Kim, xét theo cung mệnh thuộc Tây tứ mệnh, vì vậy hợp với bốn hướng tốt đó là Tây Bắc phục vị, Đông Bắc thiên y, hướng Tây Nam diên niên, Tây sinh khí. Ngoài ra cần phải tránh bốn hướng xấu thuộc Đông tứ mệnh đó là Đông Nam họa hại, Nam tuyệt mệnh, Bắc lục sát, Đông Bắc ngũ quỷ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà phạm vào họa hại là sao Lộc Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tượng quái là khôn, phạm vào thì bị quan phi khẩu thiệt, hao tài tán lộc, bị bệnh tật, gặp phải tai nạn bất ngờ dẫn tới tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trong căn nhà không hợp hướng bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa tượng quái là ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dạy, bị hỏa hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn gia súc, tán thải tán lộc, tổn hại nhân đinh. Hơn nữa, nếu cố tình bất chấp xây dựng sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc kim tượng quái là đoài. Phạm cung tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, dễ bị tiểu nhân quấy phá, nhiều khó khăn, dễ tai nạn dẫn tới mất sức lao động, lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà không hợp hướng phạm lục sát, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy tượng quái lạc hàm, chủ về thị phi, khiến tâm lý luôn rơi vào trạng thái rối loạn, bất an, không tập trung vào công việc, khiến tài vận đi xuống, gia đạo nhiều biến động, các thành viên sinh sống trong nhà thì gặp phải nhiều chuyện không như ý. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được phục vị nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng Đông Nam tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, ắt sinh quý tử, con cái dễ nuôi, sự nghiệp và công việc hanh thông thuận lợi. Nếu như mệnh chủ gặp nhiều sự không thành, tổn hao tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Xây nhà và ở hợp hướng được sinh khí rất cát lành, vì sinh khí tượng là sao Tham Lang thuộc mộc, hướng Đông tượng quái là Trấn, chủ về nhân ái, tài lộc, lợi cho quan lộc, làm ăn mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Hướng này rất phù hợp cho các gia chủ theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, tiến hành mở cửa hàng, công ty hay là nhà hàng. Xây nhà ở hoặc kinh doanh trên những căn nhà hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc, trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục xúc đại vượng. Đây là hướng đẹp phù hợp đối với mệnh chủ. Xây nhà ở hoặc là kinh doanh trên những căn nhà được hướng thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ, chủ quản tại hướng Đông Bắc, tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, giàu có ngàn vàng, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật đại vượng, khoảng một năm có của, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ cần phải chú ý chọn cho mình các hướng nhà, hướng cửa hàng phù hợp với tuổi của mình để công việc được hanh thông, thuận lợi và viên mãn. Các vật phẩm quan trọng thường được bày biện trong nhà, văn phòng, cửa hàng mà các gia chủ cần phải chú ý nhiều hơn đó là bàn thờ thần tài. Thần tài là vị thần cai quản tiền bạc, vật chất trong nhân gian và cả tiên giới. Chính vì vậy mà người dân thờ thần tài với mong muốn nhận được may mắn, thành công trong việc kinh doanh buôn bán. Việc thờ cúng cũng cần phải đầy đủ và trang nghiêm. Anh chị hãy cùng theo dõi video hướng dẫn chi tiết của chúng tôi ở trên kênh nhé. Thường thì việc đặt bàn thờ thần tài, các gia chủ cần phải cố gắng đặt vào những cung tốt theo tuổi của mình, nhưng đây cũng chưa phải là cách tốt nhất và tối ưu nhất. Việc bố trí, bài trí cần phải tuân thủ theo đúng cách cục sắp xếp của công năng trong nhà, tránh trường hợp xung sát trong nhà. Cát sắt, đây là vật phẩm giúp cho gia chủ thu giữ, tích trữ, chấn giữ tài lộc cho nhà mình, thường cần phải đặt vào các vị trí kín, ẩn, không được đối xung với cửa nhà, cửa phòng cất giữ. Vị trí đặt lý tưởng nhất đó là các phương vị tài lộc của mệnh chủ. Tại phương vị quý nhân của mình thì gia chủ có thể sử dụng thêm các vật phẩm kích hoạt hòa hợp, tăng cường vận khí của mình. Nên theo quan niệm của dân gian từ xưa tới nay, cái gốc của tài lộc chính là hòa hợp. Muốn có tài lộc tốt chắc chắn thì phải có sự hòa hợp.
nếu không có góc chắc chắn, giống như bông hoa sáng nở tối tàn. Ngoài ra thì tại văn phòng làm việc có thể đặt thêm một số cây xanh đem lại tài lộc, tạo nên sức sống không gian xanh như cây kim ngân. Theo quan niệm của người Đông Phương, cây kim ngân là loài cây thu hút tiền tài bởi có ý nghĩa là tiền vàng, vật chất giàu sang. Vì vậy, đặt loại cây này trên bàn làm việc, chủ nhân sẽ luôn gặp được may mắn, thịnh vượng trong công việc và cuộc sống. Đặc điểm của loài cây này đó là có lá xanh quanh năm, đa dạng về hình dáng cây, thích hợp trồng trong đất và cả thủy sinh với nhiều kích thước khác nhau nên đáp ứng được đầy đủ mọi nhu cầu trang trí nội thất. Cây ngọc ngân trong phong thủy có ý nghĩa về tiền bạc dồi dào, là loại cây mang đến may mắn, nhiều thịnh vượng, tài lộc cho chủ nhân. Cây ngọc ngân có vẻ đẹp thanh thoát, lá và thân nổi bật với màu xanh đốm trắng xen lẫn nhau, hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác thư thái mát mắt mỗi khi ngắm nhìn. Đặc biệt, đây là loại cây rất hợp với những mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Ngọc ngân còn có tác dụng thanh lọc không khí, hút bụi và các chất độc hại, đem đến không gian trong lành tươi mát. Ngoài ra đây là loài cây ưa bóng râm, thích nghi tốt với môi trường trong nhà và văn phòng làm việc. Cây vạn niên thanh hay còn gọi là cây trầu bà vàng có ý nghĩa trong phong thủy, mang đến may mắn, sức khỏe và sự vững bền trong sự nghiệp. Lá cây hình trái tim có đường vân màu vàng trắng đẹp mắt, vì vậy đây là loại cây trong phong thủy hợp với những người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Và cuối cùng là việc chọn lựa màu sắc quần áo, màu sắc xe phù hợp với mình để tăng cường vận khí, mang lại bình an may mắn sẽ phụ thuộc nhiều vào bát tự của mình. Gia chủ cần phải cung cấp đầy đủ những thông tin năm tháng ngày giờ sinh để các chuyên gia phân tích đưa ra thông tin ngũ hành có đang khuyết thiếu, giúp mệnh chủ bổ sung lại đầy đủ hơn. Với những kiến thức chúng tôi vừa mới chia sẻ thì mong rằng các mệnh chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 sẽ áp dụng được đối với doanh nghiệp, công ty, cửa hàng của mình để công việc thêm phần hanh thông, cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phía dưới phần ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của anh chị sẽ giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật được những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.